Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái khối Rubik này. Đây là một khối Rayzi mà nó có hết thảy là 6 mặt đều bằng không. Của hãng cái này là của hãng Dayan với lại MF8. Cái hình hình mờ này bạn khó thấy đó. Logo ở đây. Thì mặt nào cũng bằng không hết, mặt trắng nè, bằng không. Là tâm nó đứng yên, chỉ xoay vòng ngoài. Xanh không. Vàng cũng không. Xanh dương cũng không. Hồng cũng là không và đỏ cũng là không đó, 6 mặt đều bằng không. Thì ở trong này chúng ta có các cái góc trong, góc ngoài và cạnh trong, cạnh ngoài. Thì chúng ta không còn quan tâm tới cái góc tam giác nhỏ này. Khi chúng ta giải thì cái góc trong này nó tự động nó đúng, cho nên là bỏ qua bước này. Còn cái bước của cái góc cái cạnh trong á thì nó cũng dễ, chỉ cần xoay lại là được thôi, cho nên mình giải cũng khá là bình thường. Mình giải cạnh trước rồi góc sau. Cạnh thì mình dùng cách đi là tới tới lui lui á, xuống xuống lên lên. Rồi con này cũng đơn giản thôi các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu giải ha, không có công thức nào đặc biệt cả, toàn là công thức của 3 x 3 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ rainbow lên và giải nó. Rồi, tạm thời mình rainbow lên như vậy ha. Giờ mình giải, đầu tiên chúng ta vẫn chọn mặt trắng và chúng ta giải các cái cạnh trong trước. Cạnh trong này dễ giải lắm, bạn chỉ cần xoay là nó về thôi. Bạn nắm cái này, bạn xoay là thấy mặt trắng lên thôi. Đấy, trắng lên nè. Rồi tới cái này xoay, đây lên rồi, xoay lên, xoay lên. Rồi cái mặt này xoay qua cho đúng nè. À, đúng rồi, cái này đúng, này đúng, này đúng. Rồi cái này cũng sẽ tự động đúng thôi. Đó, quay cho nó về rất là dễ. Rồi chúng ta đã giải xong cái dấu cộng của cái cạnh trong. Bây giờ chúng ta giải cạnh ngoài bằng cái tới tới lui lui. Đỏ trắng đúng rồi nè. Ở đây gần trắng. Trắng xanh lá, trắng xanh dương thì cái này lên đây đúng không? Cái này lên đây gì thì nó bị lật làm sao? Cho nên mình muốn lên gì thì mình đem cái này qua đây mình hứng kết quả. Rồi đem lên. Đưa lên. Rồi trả về là được. Rồi trắng cam thì mình đem này qua đây để cái trắng này lên đây đúng không, đem qua đưa cái trắng lên. Rồi trả lại để cái trắng này nó lại. Rồi còn một viên. À, nó hư cái này hả? Nó hư cái đỏ trắng. À, mình sửa lại cái đỏ trắng. Đây. Giờ mình dùng tới tới lui lui ha, đưa cái đỏ trắng này lên. Lên đây thì mình giao điểm ba cái nào. Mình giao ba chỗ này đi. 1 2 3 chỗ này. Mà mình lấy cái điểm này làm điểm tới thì nó sẽ hư cái chỗ này, cho mình lấy một cái viên nào bất kỳ. Em mới rác để lên đây. À. Giờ tới tới lui lui ha, viên này tới đây. Rồi viên này tới đây. Tới. Tới. Lui. Và lui. Rồi, mình trả lại cái viên trắng hồi nãy, trả lại. Đây. Rồi, trắng xanh. Đây, nó nằm ở đây. Nằm đây thì viên này muốn nhảy lên đây. Thì dầm viên này tới đây, viên này tới đây thì viên này nó sẽ lọt ở đây nè, tới nè, tới nè, tới, tới, lui nè, lui, lui, đó, trắng lên. Vậy chúng ta đã giải xong cạnh trắng. Giờ chúng ta giải góc trắng thì cũng đơn giản, giải như 3 x 3, cái này đem lên đây, đem lên, đỏ xanh dương nè, đem trắng lên nè. Rồi né qua, trả lại. Cái này là cam xanh, này nằm đây nhưng mà bị lật. Vậy thì mình né ra.
mình đưa xuống, mình đem vô đây để lật, đem vô, đem cái nữa qua đây, đem lên, nó sẽ lật lại, lật lại rồi mình đưa lên, né qua, trả lại, trả lại, xong, con này lên đây, đem lên, đem lên, né qua, trả lại, trả lại, vì chúng ta đã xong mặt trắng. Rồi, ta quay này lại. Giờ ta làm cạnh ở dưới, bốn cái cạnh ở dưới này cũng bằng công thức bình thường. Công thức của 3 x 3, viên này sẽ lên đây, anh em coi này ha. Rồi, viên này lên, làm công thức bên tay phải. Công thức này của 3 x 3 mình không có đọc lại nữa. Còn cái nào không có màu vàng thì mình đưa hết đây. Xanh cam thì đem qua bên này, xanh cam chạy lên đây. Đó. Rồi hết rồi. Vậy cái này nằm ở này, cái này nằm ở này. Mình đem cái viên rác dục lên cho cái này nó lọt xuống. Rồi, nó đã lọt xuống. Rồi mình đem nó lên lại cho đúng chiều, đúng chỗ. Này. Đỏ xanh này. Vậy là cái viên kia nó sẽ lọt xuống, viên đỏ xanh lá, xanh dương lọt xuống đây. Vậy đem lên này. Chúng ta đã xong. Vậy chúng ta đã xong còn một lớp cuối cùng. Ta quay lại cho đúng cái cạnh trong. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lật, lật cái cạnh ngoài. Bây giờ chưa có cái nào lật hết. Vậy chúng ta làm lật cái cho nó lật. F O N R U R F. Đây, nó lật hàng ngang. Vậy mình để hàng ngang này lại. F R U R U F. Rồi, chúng ta được vô cộng. Rồi chúng ta sẽ dùng công thức để đưa các cái cạnh này về đúng vị trí. Có cái cạnh nào đúng chưa? Có cái này đúng nè. Vậy mình đưa ba cái này. R O R U R U U R. Làm cái nữa. R U R U R U U R. Rồi đã về. Và chúng ta làm cho đúng góc để có góc đúng. Thì chúng ta chuyển ba góc này. U R U L U R U L. Về rồi, đúng vị trí rồi. Để chúng ta lật góc như bình thường. Cái này lật lên ba cái, mà một cái lật lên chắc chắn ba cái này đều lật lên cùng chiều hết. R D R D R D R D. Đem góc kia qua. R D R D R D R D. Đem góc qua. R D R D R D R D. Rồi xong. Chúng ta chỉ cần vặn lại. 1 2. Vì chúng ta đã giải xong, các bạn thấy cái góc trong nó tự động nó đúng. Rồi, con này rất đơn giản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.